Thưa quý vị, nhiều năm qua, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy chiến lược phát triển nền kinh tế xanh với trọng tâm là phát thải ít carbon, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, sử dụng hiệu quả năng lượng, tạo ra việc làm và bảo đảm công bằng xã hội. Tại Đà Nẵng, nhiều nữ doanh nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ gặt hái thành công với mô hình khởi nghiệp xanh nhờ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Chính phủ ban hành tháng 6 năm 2017. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện hiệu quả các nội dung của đề án 939. Thành hội và các cấp hội cơ sở đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về khởi nghiệp và xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và kỹ năng cần thiết cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp, tăng cường hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, truyền thông tín dụng. Các lớp tập huấn với chủ đề phát triển doanh nghiệp nữ và tăng hiện diện thương hiệu doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến và ứng dụng nền tảng công nghệ số trong việc quảng bá, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm đặc thù địa phương. Thông qua các hoạt động hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực, giúp cho các chị em có thêm những kiến thức, những cái kỹ năng trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là trong cái việc tiếp cận về cái công nghệ số. Hội cũng đã có các cái nguồn lực hỗ trợ cho các chị em được vay vốn từ các cái kênh. Để việc hỗ trợ đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế được hiệu quả, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên phụ nữ có kiến thức về khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh, cùng với đó là hỗ trợ kiến thức khoa học kỹ thuật cho các ý tưởng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối với tổ chức phi chính phủ, ngân hàng hỗ trợ vốn mua sắm trang thiết bị, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại. Địa phương cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để tạo điều kiện cho cái hội viên phụ nữ phát triển các mô hình kinh tế, các cái tổ dệt, tổ múa cầm chiêng, tổ văn nghệ, từ đó mà nó tạo nên một cái chuỗi liên kết để sản phẩm du lịch trên địa bàn, giúp cho cái hội viên phụ nữ trong thời gian qua là có nhiều cái ổn định, có cái thu nhập và ổn định đời sống. Có thể thấy với các chương trình phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phụ nữ Đà Nẵng đã tự tin khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp gắn với phát triển du lịch, dịch vụ xanh và bền vững. Các cấp hội phụ nữ và địa phương đã truyền cảm hứng, vực dậy tinh thần khởi nghiệp thành công cho hội viên phụ nữ thông qua các chương trình đã kết nối, nhân rộng ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp, từ đó đem đến nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả giúp hội viên phụ nữ phát huy nội lực trong việc vươn lên phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp.